Quay trở lại với Văn Hóng Game Minh, và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game, đó chính là Đao Phong Giang Hồ. Đó là game nhập vai Tam Quốc ở trên mobile với đồ họa full body. Rồi chúng ta sẽ chơi thử game này nhá. Nhà phát hành là của Fanpage.vn. Chúng ta sẽ server là chơi server S66 Cổ Vương. Hơi lag một chút. Hỏi thế gian tình ấy là chi? Cái câu này là của con mẹ gì ở trong phim của Kim Dung ấy nhỉ? Tiến bước thủ cưới. Rồi, một chút thông tin về Đao Phong Giang Hồ thì chúng ta sẽ có đặc biệt khi chinh phục Gian Sơn thì người chơi sẽ được chuyển môn phái và kỹ năng không hề gò bó một class duy nhất. Như vậy thì các bạn có thể chọn đại một class, lớp nhân vật, sau đó mình sẽ có thể chuyển đổi được, tức là không phải bị gò bó ở trong một cái class, tức là chơi có thể pháp sư chuyển sang cung thủ hoặc là sang tanh các thứ, rất là đơn giản. Một quả bài đi thì quá đẹp rồi, chất lòi luôn, mà đi kèm đó nó sẽ rất là nặng các bạn, tải về nó gần 1.6 ấy. Các quân đệ lên, một tên cũng không ta. Đẹp, nhìn thích thật. Nó không như một cái game này thì nhìn chung nó chán rồi. Được cái đồ họa rất là đẹp luôn. Mình sẽ tăng skin ở đây. Nhiều câu chuyện phá ở đây. Anh một trận bác xà bông của ta đây. Quay hơi lát một chút vậy. Còn vũ này. Trừ phi ta mấy ông trong Tam Quốc diễn nghĩa. Các bạn đang ở trong game này, có thể lướt camera các bạn xem phim. Chết mẹ rồi. Mình được cái gì đây? Thần binh hoặc chắc là vũ khí á. Tùy chỉnh các góc camera rất đẹp luôn.
thì thôi giật chút. Tỉnh lại phim. Người đâu? Cứu mạng. Cứu mạng. Hơi đơ một chút này. Phụ bản chắc là lâu. Phim đẹp này. Ơ cái đứa bao gà.
mắt để xem phim không ạ? Ôi trèo lên mái nhà học thành phim. Vân chết con mẹ rồi. Hắn trèo sụp đổ, nghĩa quân nổi lên, nhập giáp lý, tiết hạ thái bình. Nó làm bộ đẹp thật đấy. Quay sổ số được không? Mình xong chương 1 rồi. Chúng ta sang chương 2. Bán với Trần Đổng Thái Sư người đâu dẹp cái sạp này cho ta. Chết mẹ.
Đâu rồi các bạn? Bỏ qua hướng dẫn đi. Rồi, như vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta đã chơi thử game Đao Phong Giang Hồ. Đao Phong Giang Hồ chứ phải đạo. Tên của nó sai. Trải nghiệm của mình về game này thì đồ họa rất là đẹp. Thật sự ấn tượng của nó, đồ họa quá đẹp, 3D, chất lòi. Nhưng mỗi tội hơi lag một chút. Ok, xin chào và lại trong các video tiếp theo.